Vân Anh và Thanh Danh xin kính chào quý vị đã đến. Xin lỗi. Because I'm tiếc thép for you, so you mắc cười. Em không biết nhưng mà em nghĩ tới cái vấn đề đó. Nhìn mọi người. Vân. Now my turn. An Tâm hân hạnh trở lại cùng với quý vị khán giả của đài VNTV trong chương trình For Design. Kính thưa quý vị, mùa tơ cưới. Cưới. Làm sao? Thì em đang nhìn đó. Dạ. Cưới. Cưới. Kính thưa quý vị. Strong. Thái Huyền và Kiều Thu xin kính chào quý vị của đài VNTV. Và sau đây tại sao cứ bị thích. Vân Anh và Quang Viên xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của VNTV buổi tối ngày hôm nay và xin mời quý vị theo dõi phần tin tức mở đầu với Quang Viên. Quang Viên xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên Quang Viên xin được gửi đến quý vị đến từ VNTV. Mimi và Kim Ngọc nói rằng là tại sao Vân Anh mặc áo quá nổi khi nói chuyện với Quang Viên. Và Quang Viên không đồng ý vấn đề đó, kính thưa quý vị. Là mình hết hồn của mình.